Bạn có biết series Kamen Rider Double đã từng bị một series nổi tiếng khác tên là Decade chiếm slot phát sóng trong phút cuối? Một diễn viên trong phim đã tự tin tuyên bố rằng 20 năm nữa anh sẽ trở thành chủ tịch của công ty Toei. Suda Masaki là diễn viên trẻ nhất trong lịch sử Kamen Rider, hay hai nam chính của phim từng làm một hành động khiến cả ekip phải khóc chưa? Tất cả đều sẽ được giải đáp trong video Top 50 sự thật về Kamen Rider Double, một tác phẩm thuộc dòng phim hiệp sĩ mặt nạ nhưng lại trông rất thám tử lừng danh Conan. Nào, giờ thì bấm đăng ký kênh và xem tiếp thôi. Let's go! Một, lý do series thứ 11 của thời Heisei có tới hai tên gọi Double và W là vì cả hai từ này trong tiếng Nhật có cách đọc khá tương tự nhau, đó là W và W. 2. Tư thế biến hình của Double tạo thành hình chữ W khi hai cánh tay của Shotaro và Philip đặt ngang cơ thể. 3. Double là rider chính đầu tiên sử dụng màu xanh lá cây và đen kể từ thời Chiêu Hòa. 4. Suda Masaki là diễn viên trẻ nhất từng đóng vai Kamen Rider. Theo đó, khi tham gia tác phẩm Kamen Rider Double, Suda chỉ mới 16 tuổi. 5. Double là Kamen Rider đầu tiên chính thức có một bộ anime riêng. Anime tên là Thám tử thành phố Futo. 6. Câu chuyện quá khứ của Ryu Terui là một sự tri ân dành cho Shiro Kazami, aka Kamen Rider V3. Theo đó, mục đích chiến đấu của cả hai ban đầu đều là vì trả thù cho người thân, nhưng sau đấy hai người đều đã thay đổi nhờ tiếp xúc với các Kamen Rider khác. 7. Vì Suda Masaki ngày càng nổi tiếng nên việc mời anh trở lại với vai trò Kamen Rider Double đã trở nên vô cùng khó khăn. Do đó, trong các tác phẩm ăn theo series, Philip thường chỉ xuất hiện dưới hình dạng giọng nói. 8. Năm 2017, diễn viên Ren Kiriyama đã tham gia ngày hội Tokusatsu do Mỹ tổ chức ở California. Điều này đã giúp anh trở thành Heisei Rider đầu tiên tham gia một ngày hội Tokusatsu của Mỹ. 9. Ở giai đoạn lập kế hoạch, biên kịch Yasuko Kobayashi đã phản đối việc thêm một chiếc khăn quàng cổ vào trang phục của Kamen Rider Double. Theo bà, thêm khăn quàng cổ vào thì nhìn nó Showa Rider quá và mấy đứa nhóc thời buổi này sẽ không thích nó đâu. Nhưng cuối cùng bà vẫn đồng ý với điều kiện là chiếc khăn phải có màu bạc và sử dụng chất liệu khác. 10. Miếng đệm đầu gối ở dạng Cyclone Joker Gold Extreme trên màn ảnh được cho thấy là có màu bạc. Nhưng với các phiên bản đồ chơi, miếng đệm này lại có màu vàng. 11. Khi Double biến thành hình dạng Fang Joker, cái chỉ tay thương hiệu của Rider sẽ nằm ở tay phải thay vì tay trái như những hình dạng khác do người bất tỉnh và chuyển giao linh hồn lần này là Shotaro chứ không phải là Philip. 12. Theo nhà sản xuất Hideaki Tsukada, thiết kế của form Cyclone Joker được lấy ý tưởng từ Kamen Riders Ichigo và Black. 13. Họ của Shotaro dịch theo nghĩa đen là bên trái. Điều này hoàn toàn trùng khớp với vị trí đứng của anh ấy khi biến hình thành Kamen Rider Double. 14. Kamen Rider Scout được dựa theo concept của Scoutman, một anti-hero với quá khứ đau thương cùng nỗi hận với người ông vì đã sát hại cha mẹ của hắn. 15. Dopens là quái vật đầu tiên của thời kỳ bình thành, không có mô típ chung. 16. Tên thật của Philip là Raito Sonozaki. Theo đó, Raito cũng là cách đọc từ Rai trong tiếng Nhật, nghĩa là bên phải. Ngoài ra, đây cũng là vị trí đứng của Philip khi biến hình thành Kamen Rider Double. 17. Theo dự định ban đầu, Kamen Rider Double sẽ mặc một chiếc áo dài khi ở trạng thái biến hình. Tuy nhiên, chiếc áo dài này sau cùng đã bị loại bỏ khi lên phim và chuyển qua cho Kamen Rider Revis Jigo Genum. 18. Kiriyama đã phải tham gia rất nhiều các buổi thử vai cho Kamen Rider kể từ thời Kabuto trước khi chính thức được nhận vào vai Kamen Rider Double. Khi ấy, anh đã khóc to vì vui sướng. 19. Theo nội dung của Drive Saga, Kamen Rider Chaser, thành phố Tokyo và thành phố Futo chỉ cách nhau một con suối nhỏ. Tuy nhiên, vì giới hạn thẩm quyền của thành phố nên Sở Cảnh sát Tokyo và Sở Cảnh sát Futo đều không thể can thiệp vào vụ việc của nhau. 20. Trong Kamen Rider Gids X Revised Movie Battle Royale, quảng cáo tham quan của Futo đã xuất hiện trên một chuyến tàu. 21. Diễn viên Ren Kiriyama thủ vai Shotaro là một fan cuồng của Kamen Rider Black. Anh cuồng đến mức cất công chạy đến phim trường của Toei nơi Black đang quay phim để được xin chữ ký. 22. Kamen Rider W Forever A to Z là bộ phim điện ảnh Kamen Rider đầu tiên được sản xuất dưới định dạng 3D. 23.
Bên cạnh vai trò diễn viên, Mitsuru Matsuoka, thủ vai Eternal, còn được biết đến với vai trò là giọng ca chính của ban nhạc Sophia. Anh cùng ban nhạc của mình đã tham gia biểu diễn rất nhiều bài hát cho hai series là Double và Drive. 24. Vai diễn Katsumi Daido được Matsuoka lấy nguồn cảm hứng từ hai nhân vật là cha Asnobu trong loạt phim Mobile Suit Gundam và Vegeta của thương hiệu Dragon Ball. 25. Trong cuộc chiến giữa các Rider khi Shotaro đối mặt với Kamen Rider Black và Black RX ở hình dạng Joker, anh đã nói anh có cảm giác về một sự liên kết kỳ lạ với các kỵ sĩ áo đen vì cả ba đều có hình tượng dựa trên một con châu chấu đen. 26. Excel là Rider duy nhất trong series không sử dụng bộ suit được tái chế lại từ Double như Scout, Eternal hay Joker. Lý do là vì Scout, Eternal và Joker đều sử dụng Lost Driver, bản mẫu của Double Driver, còn Excel thì sử dụng Excel Driver, một Memory Driver thế hệ thứ 3 sau Double Driver, nên Ryu Terui sẽ có suit riêng. 27. Mái tóc xanh Katsumi đội trong phim là vật dụng cá nhân của Matsuoka. Nó được dùng để che giấu vết thương mà anh đã phải chịu đựng trong quá trình quay phim. Sau này khi nhà sản xuất phát hiện ra, Matsuoka đã bị ông ấy mắng rất nhiều. 28. Scout là Kamen Rider duy nhất có vai chính trong phim Movie World nhưng không phải là Rider chính. 29. Cái tên của Philip là Raito Sonozaki là do Kamen Rider Scout đặt cho. Nó dựa theo tên của vị thám tử Philip Marlowe, nhân vật hư cấu được tạo ra bởi nhà văn Raymond Chandler. 30. Khi Queen và Elizabeth đưa T2 Memory cho Shotaro, họ đã dơ ra trước ống kính 3 Memory là Excel, Key, Bird với 3 chữ cái đầu tiên là viết tắt lần lượt của AKB. Điều trùng hợp ở đây là hai diễn viên Tomomi Itano và Tomomi Kasai, thủ vai Queen và Elizabeth, đều là thành viên của nhóm nhạc nữ AKB48. 31. Theo ý định ban đầu của Toei, Kamen Rider Double sẽ chỉ do một người biến hình. Tuy nhiên, sau khi thấy thiết kế hoàn chỉnh của Rider, Toei đã quyết định là sẽ tạo ra một concept khác hoàn toàn so với các series trước đó. Đó là concept hai người, một Kamen Rider. 32. Gong Tae-yu, diễn viên thủ vai Utopia Dobin và Kamen Rider Eternal Red Flare là một người Hàn Quốc. Chính điều này đã giúp anh trở thành người ngoại quốc thứ hai vào vai Kamen Rider sau Hà Nhuận Đông trong movie Fire Paradise Lost. 33. Sau khi ghi hình, diễn viên Gong Tae-yu, thủ vai Utopia Dopen, đã mua ngay một Double Driver và phấn khích đến mức mở hộp ngay trên chuyến tàu về nhà. 34. Khi được hỏi về vị trí của bản thân mình trong 20 năm tới, Matsuoka đã trả lời rằng anh sẽ là chủ tịch của công ty Toei. 35. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2017, Suda đã ẩn ý rằng chính công ty quản lý là nguyên nhân khiến cho anh không thể quay trở lại với vai Philip kể từ năm 2011. 36. Ở movie Forever A to Z và Eternals V Cinema, người thủ vai Katsumi Daido thời niên thiếu là Masaki Suda. Đây được xem là một plot twist của phim. 37. Theo tiết lộ của biên kịch Riku Sanzo và nhà sản xuất Hideaki Tsukada, ý tưởng về Double được hình thành trong quá trình phát sóng Kiva. Vì thế, series nối tiếp Kiva trong dự định ban đầu của Toei là Double chứ không phải là Decade. Tuy nhiên, kế hoạch đã bị thay đổi do Toei muốn có một series kỷ niệm 10 năm của Heisei Rider và điều chỉnh thời điểm ra mắt của Kamen Rider với Super Sentai. 38. Trước khi ra mắt anime Thám tử thành phố Futo, Toei dự định là sẽ thực hiện một movie tên là Joker City V Cinema để mang Shotaro quay trở lại. Nhưng tiếc là kế hoạch này đã không thành. 39. Diễn viên nhí thủ vai Shotaro thời nhi đồng và cậu nhóc Akira Aoyama là cùng một người. 40. Excel là Rider đầu tiên có thể biến hình thành một chiếc xe mô tô. Người thứ hai là Laser. 41. Màn hình phim sẽ được chia đôi khi Shotaro và Philip Henshin ở hai địa điểm khác nhau, còn khi họ ở chung một chỗ, hiện tượng này sẽ không xảy ra. 42. Vì cùng tham gia dòng phim Kamen Rider và quay chương trình Pure Bato với nhau, nên Matsuoka và Tetsuya, thủ vai Dan Kuroto trong Exit, sau đó đã trở thành bạn thân thiết của nhau. 43. Mỗi tổ hợp của Hard Boiler tương ứng với một trong số các form của Kamen Rider Double. Như Hard Boiler là Cyclone Joker, Hard Turbuler là Heat Metal, Hard Plasher với Hard Gunner là Lunar Trigger. 44. Nhân vật Yoshie Goto được đóng bởi nữ diễn viên Ryoko Yui, người trước đây từng vào vai Mami Kurosawa trong series Kamen Rider Kiva
và sau này là Irumi Kurama trong series Kamen Rider Gids. 45. Trong movie W Returns Eternal, Trigger Dopen đã giơ ngón tay cái lên và nói làm tốt lắm, trông rất giống với động tác của Boken Red. Điều đặc biệt là diễn viên Masayuki Dei thủ vai này cũng chính là người đã thủ vai Boken Silver, đồng đội của Boken Red. 46. Hình dạng quái vật Nazca Dopen của Saeko chỉ là một phiên bản được sơn lại từ hình dạng Nazca Dopen của chồng cô. 47. Gaia Memory của Philip và người chị gái Wakana có chung một chữ cái, đó là chữ C, đại diện cho Cyclone và Claydol. 48. Excel là rider phụ đầu tiên ra mắt trong một bộ phim điện ảnh thay vì một tập phim của series. 49. Ghi chú cuối cùng của Philip để lại cho Shotaro được chính tay diễn viên Suda Masuki viết và giấu đến phút chót. Khi đọc những dòng ghi chú ấy, diễn viên Ren Kiriyama đã khóc thực sự trên phim trường. 50. Lúc quay cảnh Philip nói lời tạm biệt với Shotaro khi Shotaro chuẩn bị đóng driver sau lần biến hình cuối cùng ở dạng Cyclone Joker Extreme, Suda và Ren đều dặn nhau là không được khóc, nhưng rốt cuộc là cả hai đều rơi nước mắt, khiến cho ekip hôm ấy cũng phải cảm động mà khóc theo. Và đó là top 50 sự thật về Kamen Rider Double, một series rider mang đậm vibe Showa trong thời kỳ Heisei. Các bro có ý kiến nào khác nữa không? Hãy bình luận phía dưới cho Mesine tôi biết nhé. Còn bây giờ thì bye bye!